Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ trên tay cho các bạn một cái nón bảo hiểm. Nó không phải là nón bảo hiểm xe máy như là Motsu béo béo hay làm, mà nó là một cái nón bảo hiểm dành cho xe đạp. Cụ thể là nó là một cái nón bảo hiểm dành cho xe đạp địa hình, đến từ thương hiệu Fox, tên của nó là Fox Drop Frame. Cái nón bảo hiểm này có gì hay mà mình lại phải trên tay cho anh em? Trong giới nón bảo hiểm dành cho xe đạp thì từ trước đến giờ nó chỉ có nón bảo hiểm nửa đầu và nón bảo hiểm full face. Nó không có cái phân khúc nón bảo hiểm 3/4 giống như là trên xe máy. Và Fox mới đây họ đã giới thiệu dòng Drop Frame là cái nón bảo hiểm có thể gọi là nón bảo hiểm 3/4 dành cho giới xe đạp đầu tiên. Hình dáng của nó sơ bộ là như thế này. Trong hộp Fox còn cho thêm một cái bộ phụ kiện là cái bộ mút dày hơn cái bộ tiêu chuẩn, để nếu như mà anh em đội nó bị lỏng thì anh em có thể gỡ phần mút mỏng ra và thay bộ mút dày này vào. Ok, đó là cái hộp thì rất là đơn giản thôi. Mình sẽ để nó qua một bên và mình sẽ nói đến cái nón của chúng ta. Cái nón bảo hiểm Fox Drop Frame này, mình sẽ nói hai ưu điểm chính nổi bật vượt trội nhất của nó, và còn các yếu tố khác thì nó cũng giống như các nón bảo hiểm khác trên thị trường hiện nay rồi. Đầu tiên đó là cái hệ thống ngàm, Fox gọi nó là ngàm mo. Đó chính là cái phần mà các bạn có thể thấy là bảo vệ gáy nè và hai bên tai. Ở đây mình có một cái nón bảo hiểm nửa đầu. Cái này của mình đang dùng thì các bạn có thể thấy là cái nón bảo hiểm nửa đầu, bình thường khi bạn đội lên, cái yếu tố chính để giữ cho cái nón bảo hiểm nó chắc chắn ở trên đầu của bạn đó là cái phần dây ở dưới. Còn cái phần này chính vì là nó chỉ có tiếp xúc nửa đầu của bạn cho nên nó rất là dễ xục xịt. Đó, như bạn thấy như này đây. Chính vì cái yếu tố này mà cái nón bảo hiểm nửa đầu thường nó sẽ không có được an toàn như nón bảo hiểm 3/4 và hay là nón bảo hiểm full face. Cái nón bảo hiểm Fox Drop Frame này chính nhờ cái phần mà bảo vệ cả hai bên tai, đồng thời là bảo vệ cái phần hàm của chúng ta cộng với cái phần gáy này, nên là nó rất là chắc chắn. Bản thân cái nón khi mà nó bám nhiều lên trên cái đầu của bạn thì nó đã chắc chắn sẵn rồi nè. Đó, như bạn thấy rất là khó để mà rung lắc. Quai cài này nó chỉ là một phần tiếp xúc phụ để giữ thôi, chứ nó không phải là bị lỏng lẻo giống như trên cái nón nửa đầu bình thường. Đó là về cái phần khung bảo vệ. Thứ hai đó là cái khóa cài. Cái khóa cài này là lần đầu tiên được Fox đưa lên trên cái thế hệ nón bảo hiểm của họ. Mình thực sự là đánh giá cái khóa này rất cao. Lúc đầu trước khi mua thì mình đánh giá cái phần bảo vệ này nhiều nhất, nhưng sau khi lấy về rồi thì cái phần khóa cài này lại là cái phần làm cho mình cảm thấy là hài lòng nhất và vui vẻ nhất. Các bạn có thể hiểu là Fox đã thiết kế cái khóa này để người dùng thao tác đơn giản nhất, có thể mở bằng một tay và các bạn có thể thao tác được ngay khi các bạn đang đeo găng tay. Cái cách gắn thì các bạn chỉ cần đặt lên nó là nó tự hít, rất là dễ. Còn khi mà mở thì các bạn chỉ cần cầm bấm trượt một cái là nó sẽ ra. Các bạn không có phải dùng hai tay hay là không có phải rờ tìm các cái ngàm, các cái khớp giống như là các cái khóa nó bảo hiểm khác. Mình cảm thấy cái này rất là xịn luôn. Và khi mà nó đã vào rồi thì nó rất là chắc chắn. Các bạn không thể nào mà kéo hay là giành sắc nó ra trong bất kỳ tình huống nào. Chỉ khi nào các bạn đưa tay vào đúng cái thế của nó và các bạn bấm trượt phát là nó ra. Đó, rất là thân thiện và rất là thông minh luôn. Đó chính là hai cái đặc điểm nổi bật nhất trên cái nón bảo hiểm Fox Drop Frame này. Còn các chi tiết khác mà các nón bảo hiểm khác cũng có, mình sẽ nói sơ qua cho các bạn. Đó là cái phần vành visor đó. Visor hay visor thì mình không rõ. Cái phần vành nón này, đặc trưng của nón xe đạp địa hình, nó sẽ có cái này để khi mà đạp thì người dùng sẽ các cái cành cây, các cái tán cây thấp, người dùng chỉ cần cúi đầu xuống thì nó sẽ hất các cái cành cây đó, nó không có gây đập vào mắt, vào mặt, vào cằm của chúng ta. Đó là mục đích bảo vệ là chính. Nó cũng giúp tránh những cái bùn đất đá văng trong quá trình đạp. Rồi thì nó có tổng cộng là 8 cái lỗ lấy gió lớn ở phía trước, cộng với thiết kế vành ép xuống như này nè, thì cái 8 lỗ lấy gió này nó sẽ giúp cho đầu chúng ta thông thoáng. Đằng sau là 7 lỗ thoát khí khác nhau. Nón bảo hiểm xe đạp và đặc biệt xe đạp địa hình thì các cái hộc lấy gió nó thường là lớn hơn so với lại cái xe road. Xe road thì thường người ta cần nép gió nhiều hơn, còn xe đạp địa hình thì nó cần thông thoáng nhiều hơn. Ngoài ra thì còn một cái yếu tố phụ nữa, đó là phần đệm mút và phần vải trong cái nón này cũng là đệm mút rất là xịn của Fox. Nó là loại kháng khuẩn và nó cũng chống cái việc là dị ứng da, cho nên là người dùng đội nó rất là thoải mái. Rồi, ok, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với anh em về cái nón bảo hiểm Fox Drop Frame này. Thực sự là mình rất là hài lòng và rất là thích cái dòng nón này. Nó an toàn hơn các cái nón nửa đầu, nhưng nó lại vẫn giúp cho người dùng có tầm nhìn rất là thoải mái, chứ không có bị bí, bị kín, bị bó hẹp giống như là khi đeo cái nón full face.
các bạn có hứng thú với nó hay không. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn bằng comment bên dưới nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Long, đến từ tinh tế.vn.